Được.
Event đấy, đây là anh em tôi đang gọi là chuẩn bị tất cả mọi thứ đây, người yêu các anh em cũng chuẩn bị rồi, mỗi tôi không đấy. À, bố đưa cho anh Ngọc 500 tí anh bán cho Ngọc triệu thôi. Ngọc ơi, em cầm 500 tí anh bán 1.500.000 không? Dạ. Em cầm 500 tí anh bán 1.500.000 không? Ừ, tí bắn rồi. Không lốt là mấy gì đây? Dẻo.
ngày mai là lễ ăn hỏi của Văn Bông và ngày mai là lễ ăn hỏi của Văn Tổ. Làm gì thì anh em chờ đón video em nhá. Ok.